Chào mọi người nha, thì chào mọi người. Thì hôm nay Mộc đang quay cho mọi người cái mẫu bát tiên này nha. Quay cho mọi người cái mẫu này xem mọi người coi xem thử xem sao nha. Và bộ này là bộ rồng phù bát tiên nha mọi người. Và đặc thù của bộ này ấy, là mọi người thấy là tay con lân liền nguyên khối. Tay con lân đặt nguyên khối nha mọi người. Đó. Và mặt bàn mặt ghế là nguyên tấm dày 3 phân. Và hàng chân viền đục sâu. Và hàng này là hàng đúng chất cây gỗ gõ đỏ 100% nha mọi người, không phải là hàng Bắc nha. Đó. Thì nếu mà mọi người để ý mấy cái mẫu mà Mộc quay ấy, thì nếu mà một bộ bát tiên như thế này ấy, nào mà hàng Bắc á là hàng gõ mà loại gõ thường đó mọi người. Chỉ có 35.900.000 một bộ thôi. Còn riêng cái bộ này của bên xưởng nhà Mộc làm thì là đúng chất cây gỗ gõ đỏ. Và hàng vân cây lựa, và hàng này Mộc đang làm cho anh Phúc ở Ninh Thuận Phan Rang. Tay lân liền nguyên khối dày 12 phân, mặt nguyên khối dày 3 phân. Tấm tựa lưng dày nguyên khối 3,5 phân và là tấm tựa liền luôn. Và đúng chất cây gỗ gõ đỏ mọi người thấy nha. Vân cây rất là đẹp nha. Chân viền chạm nổi. Và bộ này giá 53.900.000. Đó. Bộ này là 53.900.000 nha mọi người. Và mọi người thấy cái tấm tó mà tó ở trên ấy là đặt nguyên khối luôn. Cái tấm tựa lưng ấy, cái phía con rồng phú là đặt nguyên khối luôn. Đó. Và hàng làm tận xưởng nha mọi người, rất là đẹp luôn. Và bộ này làm độc quyền có 102 nha mọi người. Bởi vì Mộc mới làm có bộ duy nhất à. Nên nó độc quyền nha mọi người. Và cái bộ này ấy, là chạm rồng phù, là mặt con rồng nó phù ra phía trước nha mọi người. Và hai tay con lân là đặt nguyên khối. Tay con lân này thì Mộc cũng chạy bằng máy thôi nha mọi người. Và sửa lại thủ công bằng tay một chút. Nên tay con lân này nó vẫn còn rẻ mọi người. Đó. Nếu mà mọi người để ý mấy cái mẫu mà tay con lân Mộc đục bằng thủ công bằng tay ấy, thì nó sẽ sắc nét và nó có độ sâu hơn rất là nhiều. Còn cái này thì Mộc đục bằng máy và sửa lại bằng tay thôi. Đó, nên nhìn nó vẫn gọi là bình thường, nó không có chiều sâu mọi người. Đó. Và bộ này là như Mộc nói là cái tấm tựa lưng sau à, đặt nguyên khối ấy, mọi người. Tựa lưng là tựa bát tiên dày 3,5 phân. Mặt bàn mặt ghế là nguyên tấm là dày 3 phân luôn. Đó, và đây là mấy cái mẫu hàng mà Mộc lên. Bộ này thì Mộc đang lên cho anh Phúc ở Ninh Thuận Phan Rang nha mọi người. Và bộ này Mộc đang nhận giá ăn là 53.900.000 một bộ. Đó. Mặt bàn thì được chạm là tứ lân, là long lân quy phụng và nó có học ăn chéo. Đó. Chạm này thì Mộc cũng chạm bằng máy mọi người. Cái này chạm bằng máy, mình sửa là bằng tay thôi. Chạm tứ lân là long lân quy phụng. Mặt bàn, mặt ghế, mặt đôn đều nguyên tấm dày 3 phân hết nha mọi người. Có hai học ngăn kéo hai bên. Cái ngăn kéo này thì Mộc làm quét vô nha. Nó làm rất là dày. Có tay núm ấy thì mình làm quét vô âm vô trong gỗ luôn. Bộ này nó bao gồm 6 món là một băng ghế dài, hai chiếc ghế đơn, một cái bàn và hai cái đôn. Và giá của nó là tận xưởng sản xuất của Mộc và của khu làng nghề Mộc, là làng nghề đồ gỗ Hố Nai. Và bộ này giá của nó là 53.900.000 một bộ. Giá bao gồm sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km. Còn như là anh vận chuyển về Ninh Thuận Phan Rang thì anh Phúc anh đặt Mộc bộ này thì Mộc cũng miễn phí vận chuyển cho anh luôn nha mọi người. Và cái rèn chân này thì rèn chân và yếm Mộc cũng đục chỉ nổi. Đó, rất là đẹp luôn. Và hàng này là hàng độc quyền có 102 mọi người, chỉ có duy nhất một bộ thôi. Chứ bình thường mấy cái bộ này mà khách không có dám đặt mặt 3 phân, bởi vì cái mặt 3 phân á nó mắc tiền. Và cái tấm tựa lưng này nếu mà mình làm cái tựa đặt nguyên khối á, nếu mà mọi người để ý ấy, thì cái phần mặt con rồng phù ấy, nếu mà bình thường mà làm rẻ là mình sẽ làm hai khớp. Còn cái loại này là Mộc làm đặt nguyên khối luôn. Và cái tay con lân này nó cũng làm đặt nguyên khối luôn. Nên cái bộ này nó mắc tiền là vì vậy nha mọi người. Đó.
Tấm tựa bát tiên này cũng tựa lưng dày 3,5 phân, cũng dày nguyên khối luôn. Tay còn lần xong lần rất là đẹp. Và bộ này bạn có thể xài muôn đời, không bao giờ nó hư mọi người. Và nó thuộc dạng dòng gỗ quý, là gỗ gõ độc, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ kè tè và hàng vân cây lựa, không tì rét. Đó, mọi người từng cái nét chạm này đục rất là sâu nhé mọi người. Gọi là bức tranh này là bức tranh bát tiên quái hại. Tựa ghế là chạm song long, có hai con rồng mặt và mặt con rồng phù ra phía trước. Tựa cái nét chạm bên dưới là mộc làm rất là khít nha mọi người. Ráp rất là khít và các mộc mẹo làm đều có mộng hết nha mọi người. Cái tấm tựa lưng, tay, chân làm có mộng hết. Nên mấy cái loại này bạn có thể xài muôn đời, không bao giờ hư nha. Thì chào mọi người nha, nếu thấy clip của Mộc hay thì bạn có thể đăng ký channel bên Mộc để tham khảo các mẫu bên xưởng nhà Mộc nha. Chào mọi người.